Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương ngày 11 tháng 7 của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây là những nội dung chính trong bản tin hôm nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ cộng đồng người Việt và lưu học sinh ở Hoa Kỳ trong chuyến thăm chính thức nước này. Thừa Thiên Huế khai thác đường bay thẳng Huế - Bangkok và ngược lại, mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch và đầu tư cho địa phương. Phát động tháng hành động vì nạn nhân da cam dioxin. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương những nỗ lực tập thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán cũng như các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng và Nhà nước giao phó, trong đó có công tác chuẩn bị góp phần vào thành công của chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ lần này của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Kết quả chuyến thăm là bước triển khai cụ thể đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, góp phần tăng cường vai trò, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhấn mạnh, Hoa Kỳ là địa bàn cực kỳ quan trọng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cần quán triệt sâu sắc nghị quyết Đại hội 11 của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, phát huy thuận lợi, hạn chế bất đồng, với tinh thần gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, tiếp tục thúc đẩy, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, tạo thế chiến lược về ngoại giao với các đối tác lớn quan trọng. Tối ngày 9 tháng 7 theo giờ địa phương, tức sáng ngày 10 tháng 7 theo giờ Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp gỡ thân mật với đại diện cộng đồng người Việt và lưu học sinh ở Hoa Kỳ. Rất vui mừng được đến gặp bà con cô bác tại cái hội trường rất ấm cúng đang nối vòng tay lớn này. Trước hết xin thay mặt cho các đồng chí trong đoàn và với tình cảm cá nhân xin gửi tới bà con cô bác lời chào, lời thăm hỏi thân thương nhất từ quê hương yêu quý của chúng ta. Tại cuộc gặp thân mật, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chia sẻ những tình cảm của kiều bào, trong đó không chỉ có bà con sống ở Hoa Kỳ mà còn có những người đến từ Canada, không quản đường xa có mặt tại cuộc hội ngộ này. Nhiều kiều bào mong muốn được Tổng Bí thư chia sẻ nhiều hơn những vấn đề trong nước để qua đó xác định rõ hơn những công việc mình cần phải làm để chung tay xây dựng vì Tổ quốc thân yêu. Bà con kiều bào cũng cho biết qua theo dõi truyền thông những ngày qua rất phấn khởi về kết quả thành công của chuyến thăm Tổng Bí thư, qua đó quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ ngày càng phát triển thiết thực và ổn định. Chân thành và cởi mở, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm hỏi cuộc sống của kiều bào, chia sẻ về tình hình đất nước, đường lối đối ngoại, những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước và khẳng định những thành tựu của đất nước ngày hôm nay có một phần đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có kiều bào sống ở Hoa Kỳ. Ta là người Việt Nam. Dù đi đâu, làm gì, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng luôn luôn nghĩ mình là người Việt Nam. Người Việt Nam có rất nhiều nét riêng đáng tự hào, yêu nước, thương nòi, tương thân tương ái, rất là tình nghĩa. Có khi nhịn phần mình để nhường cho người khác. Thì cái đó là cái tình nghĩa đồng bào nó cao, nó sâu lắm. Thì em chỉ mong các bác, các anh, các chị, các đồng chí, chúng ta luôn luôn nghĩ mình là người Việt Nam. Dù mang quốc tịch của nước ngoài nhưng mà vẫn là đồng bào. Có điều kiện về vật chất thì góp sức xây dựng quê hương đất nước. Có điều kiện tinh thần, khả năng, tình cảm hướng về quê hương đã là quý lắm rồi. Làm công tác tuyên truyền ra bên ngoài, nói về Việt Nam chúng ta, giới thiệu về hình ảnh Việt Nam chúng ta ra nước ngoài, quảng bá cho nền văn hóa Việt Nam ra nước ngoài. Mà bản thân từng người sống làm sao mẫu mực để người ta phải kính nể mình, à đây là người Việt Nam, con lạc cháu hồng. Là cộng đồng lớn nhất trong tổng số hơn 4 triệu người Việt Nam ở nước ngoài,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn bà con kiều bào ở Hoa Kỳ tiếp tục có những đóng góp thiết thực về quê hương. Yêu nước là cần mọi tấm lòng cùng xây dựng đất nước giàu mạnh. Còn những hành động ngược lại chính là đi ngược lại với những lợi ích quốc gia dân tộc. Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Na Uy, được sự ủy quyền của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh về giáo dục vì sự phát triển tại Oslo, Na Uy trong 2 ngày 6 và 7 tháng 7. Hội nghị tập trung thảo luận về các biện pháp nhằm tăng cường tài trợ cho giáo dục vì sự phát triển với 4 nội dung chính: tăng đầu tư trong lĩnh vực giáo dục nhằm bảo đảm giáo dục cho tất cả trẻ em, chú trọng giáo dục cho trẻ em gái, nâng cao chất lượng dạy và học và thúc đẩy giáo dục trong trường hợp khẩn cấp và khủng hoảng. Tham dự hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã chia sẻ những kinh nghiệm thành công của Việt Nam về phát triển giáo dục đào tạo, chính sách và sự đầu tư của chính phủ trong lĩnh vực giáo dục phục vụ phát triển kinh tế xã hội và việc Việt Nam sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA với vai trò xúc tác để cải thiện chất lượng dạy và học ở Việt Nam. Bên lề hội nghị, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã có các cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Na Uy Erna Solberg và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, đồng thời có các cuộc họp trao đổi song phương với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Nghiên cứu, Bộ Ngoại giao Na Uy và Đại học Oslo. Ngày 9 tháng 7, Hạ viện Ba Lan đã tổ chức Ngày hội Châu Á-Thái Bình Dương trong khuôn viên Hạ viện. Chủ tịch Hạ viện Ba Lan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ba Lan cùng nhiều nghị sĩ, chính khách và đoàn ngoại giao các nước Châu Á-Thái Bình Dương tại Ba Lan, trong đó có Việt Nam, đã tham dự ngày hội. Phát biểu khai mạc hội thảo Châu Á-Thái Bình Dương và quan hệ ngoại giao của Ba Lan với các nước thuộc khu vực này, Chủ tịch Hạ viện và Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị giữa Ba Lan và các nước Châu Á-Thái Bình Dương. Chính phủ Ba Lan luôn chú trọng phát triển mối quan hệ này trong các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, văn hóa. Một số vấn đề cụ thể như vấn đề Biển Đông, giao lưu văn hóa giữa Ba Lan và các nước châu Á cũng được đề cập. Phía Ba Lan khẳng định luôn ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế. Cũng tại ngày hội, đoàn Việt Nam cùng với các nước ASEAN tổ chức một khu trưng bày những sản phẩm văn hóa đặc sắc của khu vực, phần biểu diễn trang phục truyền thống Ấn Độ, múa Nhật Bản, Philippines và đặc biệt là tiết mục độc tấu đàn bầu của nghệ sĩ Việt Nam Văn Vinh đã được người xem hưởng ứng nhiệt liệt. Thưa quý vị, một trong những sự kiện diễn ra vào tháng 11 năm nay đang được đông đảo doanh nghiệp trong và ngoài nước quan tâm, đó là hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao Moscow 2015. Hội chợ này được kỳ vọng là sẽ mở rộng cánh cửa cho hàng hóa có chất lượng thực sự của Việt Nam vào thị trường Moscow. Tham gia sự kiện quan trọng này, các doanh nghiệp Việt Nam tham gia hội chợ hàng chất lượng cao tại Moscow sẽ được hưởng nhiều ưu đãi từ ban tổ chức cũng như từ Đại sứ quán Việt Nam tại Moscow, như là được miễn phí tiền thuê mặt bằng, miễn chi phí truyền thông, giảm 50% chi phí đi lại, ăn ở, hỗ trợ thủ tục pháp lý. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng được giảm 50% chi phí đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm các doanh nghiệp đầu mối bên nước bạn. Đồng thời, việc kết nối doanh nghiệp tại Nga cũng sẽ được hỗ trợ xúc tiến với các ưu đãi nhằm quảng bá, giới thiệu và đặt đầu mối kinh doanh hàng Việt tại Nga. Mặc dù là cảng hàng không quốc tế, thế nhưng cảng hàng không Phú Bài lại không có chuyến bay quốc tế nào đi và đến từ sân bay này. Thừa Thiên Huế quyết tâm thay đổi điều đó, bắt đầu với các nước trong khối ASEAN. Và mới đây, sự kiện mở đường bay thẳng Huế-Bangkok và ngược lại được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển cho địa phương và những hợp tác song phương. Nếu như trước đây, muốn đi du lịch Thái Lan, những hành khách phải xuất phát từ Huế di chuyển đến Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, đường bay thẳng Huế-Bangkok đã kéo khoảng cách địa lý giữa hai thành phố, hai đất nước lại thật gần nhau hơn. Như vậy là sau hơn 1:30 khởi hành trên đường bay thẳng từ Huế, ngay lúc này đây thì ekip thực hiện chương trình đã có mặt tại Bangkok và mời quý vị và các bạn hãy cùng tham gia vào chuỗi những hoạt động tại đất nước Thái Lan xinh đẹp. Đất nước Thái Lan được mình danh là thiên đường du lịch, nơi con người thân thiện và vui vẻ, đất nước nhiệt đới độc đáo, nền văn hóa và lịch sử lâu đời. Đây là lần đầu tiên tôi đến Thái Lan, tôi thấy đất nước này rất là đẹp và nhiều chương trình rất là hấp dẫn. Em thấy chuyến đi này rất là vui, rất là thú vị và nếu có cơ hội thì em sẽ quay lại đất nước này lần thứ hai và nhiều lần sau nữa. Có thể nói, đường bay thẳng Huế Bangkok không chỉ đem lại sự thuận tiện, tiết kiệm chi phí cho du khách mà còn mở ra những triển vọng mới cho phát triển du lịch và thu hút đầu tư tại địa phương.
cái việc mở đường bay này một cách ổn định là hoàn toàn có tính khả thi. Ở cái nếu như trước đây chúng ta mở một cái đường bay ra một cái quốc gia khác và ngược lại thì cái bài toán khó nhất là khách đi về. Khách đi về là một bài toán tương đối khó, bởi vì chúng ta không có các cái công ty lữ hành, không có các cái doanh nghiệp có thể lôi khách về. Nhưng ở đây thì phía bạn thì đã vào cuộc, phần còn lại là của chúng ta, thì cả hai bên sẽ cùng chia sẻ. Tạm biệt Bangkok, tạm biệt đất nước Thái Lan xinh đẹp. Văn hóa và con người Thái Lan đã để lại những ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Và hơn cả, đó là sự thuận lợi về mặt thời gian và địa lý sau những ngày trải nghiệm ở xứ sở Chùa Vàng. Du khách có thể bay thẳng về Huế với đường bay thẳng Bangkok, Thái Lan, Huế, Việt Nam. Theo thống kê của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, hiện có 51 trên 63 tỉnh, thành phố trong nước có các dự án đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài với hơn 3.600 doanh nghiệp kiều bào, tổng vốn đầu tư lên tới 8,6 tỷ đô la Mỹ. Cơ hội phát triển, những chính sách thu hút đầu tư ngày càng thông thoáng và hơn cả là mong muốn đóng góp cho quê hương đất nước là điều khiến cho ngày càng có nhiều bà con Việt Kiều quyết định về nước đầu tư. Và chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của một Việt Kiều về nước đầu tư sau 25 năm sinh sống tại nước ngoài trong cuộc phỏng vấn sau đây. Trước hết là xin cảm ơn ông đã nhận trả lời phỏng vấn của Đài Truyền Việt Nam. Thưa ông, là một Việt Kiều đã sinh sống và làm việc 25 năm tại Lào. Vậy thì ông có thể chia sẻ lý do và tại sao mà ông lại quyết định quay trở lại Huế đầu tư và kinh doanh? Sống ở Lào 25 năm thì đối với một thời gian quá dài với một người xa quê mà trở về đầu tư lại Việt Nam thì một cái thì tất nhiên phải về. Nhưng mà vì sao về Huế thì mình là người Huế mà đầu tư ở quê mình thì đó là một cái mà coi như khi nào cũng khát khao. Lần đầu mình đi về Huế mình định làm nhiều thứ nhưng mà mình thấy thì ở Huế nó đang cần cái tất yếu là như cái giao thông đi lại để làm cho người ta đi lại thuận tiện nhiều hơn. Vì có đi lại thuận tiện nhiều hơn thì khi đó người ta mới có cái cơ hội về quê hương mình nhiều hơn. Nếu như đầu tư một cái nhà hàng mà lớn sang trọng mà không có người vào cũng bằng không. Mình đầu tư một cái gì đó mà để cho nó lớn hoành tráng để cho nó được tầm trong khu vực mà không có người đến cũng không có ý nghĩa gì. Vậy thì tôi thấy cái tắc nghẽn của nó là chính là cái giao thông đi lại và tôi quyết định là đầu tư mở tuyến bay Huế Bangkok và ngược lại. Như ông vừa chia sẻ thì ông là một trong những người đã xúc tiến việc mở đường bay thẳng giữa Huế và Thái Lan. Vậy thì ông kỳ vọng như thế nào vào việc xúc tiến này? Cái kỳ vọng thì nó rất lớn. Vì một khi mà người ta họ đi lại thuận tiện thì tức là mỗi càng ngày Huế được nhận được nhiều người hơn. Trong đó cả có những nhà đầu tư về tìm cơ hội đầu tư và họ đi lại để đến du lịch về Huế. Thì nhất là trong cái bối cảnh mà giờ chưa hội nhập ASEAN này, AEC, thì mình thấy là cái sự cần thiết để cho hai bên đi lại để giao thương. Ngày trước thì ví dụ như mà muốn đi Bangkok thì phải đi vào Sài Gòn hoặc ra Hà Nội mới đi đến Bangkok. Thì cái chuyến đi nó hai chặng đường thì làm cho nhiều người cũng không muốn quyết định nhanh. Nhưng bây giờ với một bước để đến với Bangkok hoặc một bước sẽ đến với Huế thì mình nghĩ đó là cái thuận tiện mà nhiều người sẽ đến hơn. Với con mắt là một nhà đầu tư thì ông đánh giá như thế nào về triển vọng khi đầu tư kinh doanh tại Huế nói riêng và Việt Nam nói chung? Huế là may mắn là nằm ở trên chỗ cái khu vực hành lang Đông Tây. Nó nằm ở trên một cái trục đường xuyên Á về vận chuyển cũng có thể. Cho nên là cảng ở Huế thì cảng nước sâu, rồi khu công nghiệp vẫn đang còn rất nhiều và có những cái ưu đãi ở đây kêu gọi các nhà đầu tư. Rồi ngoài ra đó thì cái hiện tại bây giờ thì cái ngành du lịch là một trong những cái ngành mà mũi nhọn của Huế. Thì mình thấy là đây là một cái lợi thế để cho các nhà đầu tư về đây. Huế nói riêng và Việt Nam nói chung thì bây giờ nó là một cái điểm mà đang được chú ý nhiều nhất cho cả các nước xung quanh ASEAN. Thì trong đó vẫn có những cái số nhà đầu tư Việt Kiều rất là lớn. Nếu như bản thân tôi thì tôi nhìn nhận về cái sự phát triển của ASEAN thì trong đó có Việt Nam, mà Việt Nam thì có rất nhiều lợi thế lá rụng về cội. Cho nên khi mình cảm thấy có một lúc nào đó mình phải cần về để mà làm một cái việc gì đó để cống hiến cho quê hương thì mình phải nên về. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình. Ngày 10 tháng 7, những thương bệnh binh là nạn nhân chất độc da cam trực tiếp trên địa bàn thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội được thăm khám phát thuốc miễn phí.
Buổi thăm khám là hoạt động đầu tiên trong tháng hành động vì nạn nhân da cam dioxin diễn ra từ nay cho đến hết ngày 10 tháng 8. Ông Hoàng Châu Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam nhấn mạnh, việc rải chất độc da cam do Mỹ thực hiện trong chiến tranh Việt Nam gây ra hậu quả nặng nề với khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, trong đó 3 triệu người là nạn nhân. Các nạn nhân thường mắc nhiều loại bệnh như ung thư, bại liệt, dị tật xương sống và rối loạn thần kinh. Với số lượng lớn những nạn nhân chịu ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp bởi dioxin, Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam kêu gọi sự chung tay về cả vật chất và tinh thần từ cộng đồng. Đến nay, những trung tâm bảo trợ nạn nhân da cam ở thành phố Đà Nẵng, Làng Cam ở thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được nhiều tài trợ của các tổ chức, doanh nghiệp tư nhân trong xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị. Sự chăm sóc cho nạn nhân theo hình thức xã hội hóa ngày càng đa dạng, phong phú và có sức lan tỏa lớn. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị có thể xem lại các chương trình của chúng tôi trên trang vtv4.vn hoặc là trang youtube.com/vtv4go. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.